Một mùa Giáng sinh nữa lại về trên đất Bắc, mang theo những hạt mưa phùn đặc trưng và tiết trời se lạnh. Nhưng trong ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội này, bầu không khí lại thật ấm áp lạ thường. Sự ấm áp ấy càng trở nên quý báu hơn khi chúng ta biết về hoàn cảnh của những con người đang sống trong ngôi nhà này. Năm 13, 14 tuổi em bắt đầu đã bước vào con đường sử dụng ma túy. Cách đây 10 năm thì em đã bị nhiễm căn bệnh HIV khi mà em chích chung ở trong trại cai nghiện. Khi em bị chuyển về cái trung tâm 09, tức là nơi mà điều trị những cái bệnh nhân bị HIV giai đoạn cuối, có những lúc rằng là nghĩ rằng là thôi cuộc đời mình nó không còn cái gì nữa, thì còn một đoạn dốc thì thôi mình trượt nốt đi. Hôm đó thì có một người anh em phát sữa từ thiện cho những người ở trung tâm 09 đó, thì người ta làm chứng và nói cho em biết về Chúa. Và khi em lên trên này thì dường như chỉ về 10 người thì về 9 người trên này bảo em mình chắc là chết chứ không thể qua khỏi được. Thế nhưng mà chỉ trong vòng mười mấy ngày như vậy thì em cũng có thể là em ra và em đá cầu được ngày hôm nay. Thì gia đình rất là vui mừng vì không những là em được Chúa cứu khỏi ma túy mà thật sự là cái sức khỏe của em nó hồi phục. Với tỷ lệ cai nghiện thành công đến 80%, trung tâm cai nghiện nhờ đức tin vào Chúa Giêsu này đang ngày càng chiếm được niềm tin của cộng đồng. Mà trung tâm mới được thành lập thì chính quyền địa phương cũng như là dân xung quanh đây họ có những cái sự hiểu lầm rằng là tự dưng mà có những cái con người nghiện lại tập trung ở tại nơi đây, thành ra là họ rất là lo lắng. Nhưng mà cảm ơn Chúa vô cùng, bởi vì là sau một cái thời gian qua cái đời sống của anh em, họ cũng đã hạn chế dần dần, và cho đến bây giờ thì thậm chí họ còn ủng hộ cái điều này. Và dân xung quanh đây thì họ cũng rất là quý mến anh em. Và cảm ơn Chúa là qua cái đời sống đó thì có một điều là công an họ vào đây và họ nói rằng là nếu mà có mượn cái nhà bên cạnh đó thì họ cũng cho mượn để mà chúng ta tiếp tục mở rộng cái trung tâm của chúng ta. Ngày nay, đối với nhiều bạn trẻ thì Giáng sinh là dịp lễ hội, vui chơi, dạo phố, tặng quà. Những bạn trẻ này cũng đang chuẩn bị cho Giáng sinh, nhưng trong lòng họ còn trăn trở một điều gì đó khác. Tình yêu với giới trẻ bây giờ thì chính họ không dám cam kết để bền chặt với tình yêu của mình. Thì với tôi thì quan niệm của tình yêu là phải chung thủy. Đối với vấn đề trong sạch hôn nhân thì tôi cam kết giữ gìn là sẽ giữ một đời sống trong sạch. Tôi tin Chúa và tôi hiểu được rằng những cái lối sống không lành mạnh hoặc là những cái tệ nạn xã hội nó là không đúng với quan điểm của Kinh Thánh. Giữa thực trạng ngày càng nhiều bạn trẻ sống phóng khoáng trong vấn đề tình yêu giới tính, thì thật quý báu biết bao khi có một thế hệ mới cương quyết giữ mình trong sạch đối với vấn đề nạo phá thai và tình dục ngoài hôn nhân. Tôi là một thanh niên, là một sinh viên. Tôi rất là buồn khi mà biết được rằng thanh niên bây giờ coi chuyện nạo phá thai là chuyện rất bình thường. Tôi muốn góp một chút công sức của mình vào phong trào này để có thể thay đổi một ai đó. Ngày nay, không ít bạn trẻ đã đi khá xa trước khi nhận ra mình lầm lỡ, nhưng luôn có sự khởi đầu mới cho những ai đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa Giáng sinh. Trước đây tôi không yêu hết mình và tôi hay tìm cách hay là nói những lời khôn khéo để làm sao mà cho những bạn nữ kia mùi lòng. Nhưng mà thực sự khi mà tôi đến với Chúa, tôi cảm thấy Chúa đã thay đổi tôi và Chúa đã cho tôi một lối suy nghĩ khác. Chúa đã giúp tôi rất là nhiều điều để nhận biết được đâu là một tình yêu mà không làm tổn thương đến người bạn nữ kia. Ngày nay ở Việt Nam, ngày càng có nhiều người biết và tin vào Chúa Giêsu. Cộng đồng của những người tin Chúa Giêsu cũng không bàng quan trước những vấn đề của đất nước. Ban cứu trợ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã trực tiếp vận chuyển bốc xếp hàng cứu trợ đến Tân Cảng Trương với những mặt hàng thiết thực phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập thường ngày của học sinh và gia đình các em. Chúng tôi là những tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đã biết 5 tỉnh miền Trung bị bão lụt nặng nề và nhân dân, nhất là các em gặp rất nhiều khó khăn. Để thực hiện
cái lời Chúa dạy chúng tôi là yêu người như thể yêu mình. Là chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người góp sức vào và cùng mua một món quà nhỏ để tặng 5 tỉnh miền Trung. Những cái món quà chúng tôi mang đến đây cho các em, nó không thể thay đổi hoàn cảnh sống của các em được. Nhưng chúng tôi tin nó sẽ đưa đến cho các em một niềm vui nho nhỏ, để các em biết rằng trong xã hội này vẫn luôn luôn có những người yêu thương mình. Vâng, xin Chúa giúp chúng con sống bày tỏ vinh quang Chúa, để mỗi một người Việt Nam thân yêu được biết trong đời còn có một Thiên Chúa yêu thương và Giáng sinh vì họ.